và cô Thu Hà xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với chủ đề Ăn Ngon Sống Khỏe Mỗi Ngày Vui. Em chào cô. Cô ơi, món ngon của chương trình hôm nay có gì đặc biệt không cô? Có chứ Tuyết Vinh, mỗi ngày phải thật vui với việc ăn ngon sống khỏe chứ. Và thực đơn tuần này thì chương trình sẽ lên thực đơn một bữa cơm thật là ấm cúng, nhưng mà cũng rất là đầy đủ năng lượng cho một tuần làm việc và học tập đó. Đặc biệt là trong thực đơn này sẽ có những món ăn tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen đó. Hay quá ha cô, tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Mới nghe thôi là em đã thấy háo hức rồi cô ơi. Hay là để em lên thử thực đơn cơ bản cho bữa cơm nha. Thì chúng ta phải có một món rau xào hoặc là luộc nè, rồi một món mặn và một món canh nữa. Đúng rồi đó Tuyết Vinh, một bữa cơm thì phải đầy đủ các nhóm thực phẩm để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể chứ. Hôm nay thì chúng ta sẽ thực hiện một món trong ba món này nè, sẽ được chế biến trong tích tắc thôi. Đó là một món xào có tên là cải rổ xào tỏi. Để làm món cải rổ xào tỏi thì chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau: nửa ký cải rổ, 150g thịt bò, tỏi tép, tỏi băm, các gia vị thông thường và sốt mayonnaise aji mayo. Cái phần cải rổ này nè, mình sẽ dùng dao bào và phước hết cái phần già xung quanh cái cọng cải này ha. Quý khán giả lưu ý là đối với cải rổ á, thì khi chúng ta mua về chúng ta sẽ bỏ bớt lá, tại vì cái phần cọng này ăn nó sẽ ngọt hơn, tuy nó có cái vị hơi nhẫn nhẫn đặc trưng nhưng mà cọng thì nó sẽ ngọt và giòn hơn, và mình tước bớt cái phần xơ bên này thì cọng cải nó mới mềm và ngon được. Thông thường thì khi mà ăn món cải rổ em thấy mọi người thường sử dụng phần cọng hơn. Như vậy thì lúc mà mình chọn mua cải rổ chắc là mình phải chọn những cái cọng nào mà mập mập một chút đúng không cô? Đúng rồi, khi mình chọn cải rổ thì quý vị cũng lưu ý là chúng ta chọn những cái cọng cải màu xanh, tươi non và có cái cọng mập và có ít lá là cải ngon đó. Như vậy là chúng ta đã biết được bí quyết đi chọn cọng cải rổ ngon rồi phải không quý vị? Để quý vị nhắc lại nha, chúng ta sẽ chọn cọng cải rổ xanh nè, tươi ngon, cọng mập và ít lá thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ướp thịt bò. Chúng ta sẽ ướp vào trong thịt bò 1 muỗng cà phê tỏi băm, nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon, 1/3 muỗng cà phê tiêu. Ôi, bây giờ em đã bào xong rồi. Rồi, cô cảm ơn Tuyết Vinh. Và chúng ta nhớ khi mà chúng ta ướp thịt bò thì nhớ là nên thêm vào đây 1 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo nha. À, vậy là mình sẽ cho sốt trực tiếp vào thịt bò luôn hả cô? Đúng rồi đó em, mình sẽ cho sốt trực tiếp vào trong thịt bò. Không biết là việc mình ướp thịt bò với sốt mayonnaise aji mayo thì có lợi ích gì cho món ăn này không cô? Khi mà mình ướp mayonnaise vô thịt bò thì sẽ giúp cho miếng thịt bò này mềm mướt, không có bị khô và tăng thêm hương vị đó. À, vậy đây là một bí quyết nho nhỏ để làm cho thịt bò ngon hơn mà từ trước đến nay em không biết. Tỏi thì mình sẽ đập ra. Và Thúy Vinh biết không, đối với lại tỏi, nếu mà chúng ta muốn mà cho món ăn được thơm nè, rồi muốn cho tỏi nó phát huy hết cái công dụng á, thì chúng ta nên đặt tỏi ra trước khi mà chúng ta xào nấu khoảng chừng 5 phút. Thì như vậy thì tỏi nó sẽ thơm hơn và cái chất mà có tác dụng chống ung thư ở trong tỏi á, nó sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Cải rổ này mình sẽ cắt khúc ra. Và Thúy Vinh nhớ là cái phần lá thì mình sẽ để riêng, cái phần cọng ví dụ như cái cọng nào mà nó to quá thì mình sẽ cắt ra. Chờ chảo nóng thì chúng ta sẽ cho một ít dầu vào chảo. Khi dầu nóng thì chúng ta sẽ cho tỏi vào xào cho thơm. Tiếp theo mình sẽ cho thịt bò vào, mình xào nhanh tay cho thịt bò vừa chín tới thôi. Rồi sau đó mình sẽ trút thịt bò ra đĩa ha. Thơm quá cô ơi. Tiếp tục đặt cái chảo này lên bếp nữa, cho một chút dầu vô. Mình sẽ cho phần tỏi băm vô. Cô sẽ cho phần cọng cải này vào xào trước. Cho tiếp cái phần lá của cải vô. Tiếp theo thì cô sẽ nêm vào trong này nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon. Và chúng ta thêm vào đây khoảng 1 muỗng canh nước để cho cái phần gia vị nó sẽ tan ra và cải nó được chín ha. Rồi mình trộn đều lên. Cải đã bắt đầu chín rồi đó. Bây giờ thì cô sẽ cho tiếp phần thịt bò này vô, trộn đều. Và tắt bếp. Cô sẽ nêm thêm vào trong này sốt mayonnaise aji mayo. Và mình sẽ rắc lên một chút xíu tiêu ha. Cho một chút tiêu nữa.
gặt ớt sừng mà mình cắt sợi, cắt xoăn đây ha. Rồi một ít nhỏ lên. Một miếng thịt bò ha. Cảm ơn cô. Một miếng cải và một miếng tỏi. Rồi, bây giờ Thúy Vinh thử đi để xem coi có đúng là tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen không nha. Dạ, em cảm ơn cô. Thơm quá cô ơi. Đúng như cô Hà nói đó nha, chỉ cần thêm vài muỗng sốt mayonnaise aji mayo thôi thì món ăn của chúng ta đã có vị thơm béo hài hòa hơn rồi. Bên cạnh đó thì thịt bò rất là mềm và ngọt, còn cải rổ thì vẫn giòn nè và ngọt mà có một chút vị nhẫn đặc trưng nữa. Đã là một món ngon đó cô Hà. Và không chỉ món ngon không đâu, món cải rổ xào tỏi còn cung cấp nhiều năng lượng giúp cho chúng ta có đủ năng lượng để học tập và làm việc đó. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Còn bây giờ thì chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay xin được khép lại. Quý vị đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình của chúng ta ngày một hay hơn và hấp dẫn hơn nhé. Hai cách quen thuộc để quý vị có thể liên hệ với chúng tôi đó là gửi thư đến hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083-823-7557. Cô Thu Hà và Tiết Vinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.